Xin chào các bạn, chuyên mục gác xếp văn chương của học văn chị Hiền đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đoạn trích Cảnh ngày xuân, trích truyện Kiều nhé. Về vị trí đoạn trích, sau khi tả tài sắc của chị em Thúy Kiều, đoạn này sẽ đi tả cảnh ngày xuân trong tiết Thanh Minh và cảnh du xuân của chị em Kiều. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Cảnh ngày xuân. Ngày xuân con nén thưa thoi, thiểu quang chín chục đã ngoài 60. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Ngổn ngang gò đống kéo lên, thoi vàng vó dốc cho tiền giấy bay. Tà tà bóng ngả về tây, chị em thơ thẩn gian tay ra về. Bước dần theo ngọn tiểu khê, lần xem phong cảnh có bể thanh thanh. Nào nào dòng nước uốn quanh, dịp cầu nho nhỏ cuối gành bắc ngang.